Hi, xin chào mọi người. Hôm nay đã là ngày thứ tư sau khi mà Ân thực hiện quá trình nâng mũi rồi nè. Cho nên anh sẽ làm một cái vlog nho nhỏ để dắt mọi người đến với AZ Nose xem là quá trình chăm sóc sau hậu phẫu thì như thế nào nha. Tiếp theo thì Ân sẽ lựa chọn này số thứ tự để mà mình chờ tới lượt. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên lầu 3 luôn ha mọi người ha. Thật ra đối với những khách hàng bình thường á thì trong 2 ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật sẽ đến trực tiếp tại AZ Nose để cho các anh chị điều dưỡng sẽ giúp vệ sinh vết thương cho mình. Nhưng mà vì lý do cá nhân cho nên ông không có tiện đến, nhưng mà cũng không sao hết các bạn. Tại vì các anh chị điều dưỡng đã hướng dẫn cho ông cách làm vệ sinh mũi ngay tại nhà luôn, cũng rất là tiện lợi và dễ dàng. Ngày hôm nay thì đã là ngày thứ tư rồi cho nên là Ân đến để tháo nẹp luôn cùng vào trong với ông nha. Các bạn ơi, ở đây ha thì các chị điều dưỡng nè và còn có các bác sĩ nữa thì các chị điều dưỡng sẽ giúp cho mình là chăm sóc và vệ sinh cái vết thương. Còn các bác sĩ lúc nào cũng túc trực ở đây cả để kiểm tra và xem cái tình trạng mũi của khách hàng. Tới lượt của ông này nè. Hôm nay mình ngày thứ mấy rồi chị? À dạ hôm nay là ngày thứ tư ạ. Dạ hôm nay mình tháo nẹp ha. Dạ vâng ạ. Dạ em vệ sinh trước cho mình nha. Dạ. Hiện tại thì ông vừa mới cắt chỉ cánh mũi và tháo nẹp xong nè mọi người. Mặc dù mới có mấy ngày đầu thôi cho nên mọi người sẽ thấy là hơi sưng. Thì mình đang rất là háo hức để chờ đợi thêm 4 ngày nữa để được cắt chỉ ở cái phần bên trong mũi. Bây giờ thì ông sẽ về nghỉ ngơi và hẹn gặp lại mọi người vào 4 ngày sau nhé. Hôm nay đã là ngày thứ 8 sau khi mà ông phẫu thuật thu mũi rồi nè. Cho nên là ông quay trở lại AZ Nose để cắt chỉ. Bây giờ mọi người cùng với ông đi vào trong chờ tới lượt nha. Không biết á là mọi người có giống như ông không, là thấy sau khi mà ông thay đổi dáng mũi lần này nha, là gương mặt của mình hoàn toàn thay đổi luôn á mọi người. Và dáng mũi hiện tại đang rất là phù hợp với gương mặt của ông luôn. So với dáng mũi cũ á thì nhìn hơi dữ và hơi lớn tí xíu. Bây giờ thì bác sĩ có nói là sẽ còn gom lại nữa, cho nên ông rất là mong chờ dáng mũi sau khi hoàn thiện của mình đó. Mọi người, hiện tại thì Ân đang có mặt tại AZ Nose. Hôm nay thì mũi của mình đã được 20 ngày tuổi rồi. Ân đã rất là ưng với cái dáng mũi này nhưng mà vẫn quay lại để mà tái khám theo định kỳ để mà mình an tâm hơn đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ngồi chờ tới lượt của mình rồi sau đó sẽ lên gặp bác sĩ nha. Mọi người ơi, vậy là Ân vừa hoàn tất xong buổi thăm khám của mình với bác sĩ nè. Thì như mọi người có thể thấy á, những điều mà Ân muốn truyền tải qua vlog của Ân đó là giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về cái quy trình chăm sóc hậu phẫu của AZ Nose. Mà cái gì cũng vậy đó, nhất là làm đẹp nữa, thì Ân mong là mọi người cũng sẽ giống như Ân là mình tìm hiểu nơi uy tín nè và hiểu rõ về cái quy trình chỉnh chu để mà mình sẽ an tâm hơn, an toàn hơn, có kết quả lâu dài hơn ha. Thì Ân chúc cho mọi người sẽ có một cái dáng mũi ưng ý giống như là Ân nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.